Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em, ai trong chúng ta cũng là một người mong muốn được hạnh phúc. Lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta về chương trình mà Chúa muốn qua đó mang hạnh phúc đến cho mỗi người chúng ta. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã đến để cứu giúp và để mang cho chúng ta hạnh phúc đích thực. Và lời tạ ơn đẹp nhất đó là chúng ta lắng nghe và thực hiện những gì Chúa dạy bảo. Chúng ta hợp ý dâng lễ tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho linh hồn Phaolô và Anton. Để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa tỏ lòng xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng con chung tụng Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con ở Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xa tội trần gian, xin nhâm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ở bên đâu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đức Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng Tối Thượng. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang, Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, xin nhìn đến chúng con và cho chúng con biết tận tình thờ phượng Chúa, hầu luôn được cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Trích sách tiên tri Isaiah. Thiên Chúa đã mở tay tôi mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui.
Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu tôi. Tôi đã không che mặt giấu mày, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi nên tôi không hổ thẹn, nên tôi trơ mặt chai như đá. Tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Đấng xét tôi vô tội ở gần tôi, ai còn tranh tụng với tôi được? Chúng ta hầu tòa, ai là kẻ thù địch của tôi? Hãy đến đây, này đây Chúa là Thiên Chúa bên đỡ tôi. Ai dám kết tội tôi? Đó là lời Chúa. Trích thư của Thánh Gia-cô-bê tông đồ. Anh em thân mến, nếu ai nói mình có đức tin mà không hành động theo đức tin thì nào có ích gì? Đức tin như thế có thể cứu được nó ư? Nếu có anh chị em nào không cơm ăn áo mặc, mà có kẻ trong anh em lại bảo họ rằng: chúc anh chị em đi bình an và ăn no mặc ấm, mà anh em lại không cho họ những gì cần dùng cho thân xác, thì nào có ích gì? Về đức tin cũng vậy, nếu không có việc làm là đức tin chết tận gốc rễ. Nhưng có người sẽ nói: anh có đức tin, còn tôi có việc làm. Anh hãy tỏ cho tôi thấy đức tin không việc làm của anh, và tôi sẽ lấy việc làm mà chỉ cho anh thấy đức tin của tôi. Đó là lời Chúa. Chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô.
Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cesare thuộc quyền Philippi. Dọc đường người hỏi các ông rằng: người ta bảo thầy là ai? Các ông đáp lại rằng: thưa, là Gioan Tẩy Giả. Một số bảo là Elia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri. Bấy giờ người hỏi: còn các con bảo thầy là ai? Phêrô lên tiếng đáp: thầy là Đấng Kitô. Ngài liền nghiêm cấm các ông không được nói về người với ai cả. Và người bắt đầu dạy các ông biết con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau 3 ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo người lui ra mà can trách người. Nhưng người quay lại nhìn các môn đệ và của trách Phêrô rằng: Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa mà chỉ biết việc loài người. Người tập hợp dân chúng cùng các môn đệ lại và phán: ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai chịu mất mạng sống mình vì ta và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống mình. Đó là lời Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có nhiều câu trả lời về Chúa Kitô, nhưng câu được Chúa chấp nhận đó là khi gọi Chúa là Chúa Kitô. Kitô có nghĩa là Đấng cứu thế, mà đã nói tới cứu thì có nghĩa là phải có cái sự đau khổ. Ai trong chúng ta trong cuộc sống cũng thấy là đau khổ có mặt ở khắp mọi nơi, ở khắp mọi thời, chẳng có lúc nào mà không có người đau khổ. Và cái tên gọi của Chúa Giêsu là Đấng cứu thế nói lên cái khao khát thâm sâu nhất ở trong lòng mỗi người chúng ta. Và cái điều này, tại sao mà các người khác nói là Chúa Kitô, Chúa Giêsu là Gioan Tẩy Giả, một số bảo là Elia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri. Và Chúa hỏi Phêrô cũng là hỏi mỗi người chúng ta: còn các con bảo thầy là ai? Phêrô đáp: thầy là Đấng Kitô. Rồi sau đó Chúa nói ngay đến con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau 3 ngày sẽ sống lại. Tại sao Chúa lại nói ngay cái điều này khi mà Phêrô tuyên xưng Chúa là Đấng Kitô? Bởi vì người ta hay có sự lầm lẫn cái chữ cứu thế. Người ta hiểu người thời xưa và ngay cả bây giờ cũng vẫn còn là mang lại cái hạnh phúc có tính thế tục, giàu sang, rồi danh vọng, rồi khỏe mạnh, vân vân nhiều. Thế nhưng khi mà nghĩ đến một cái hạnh phúc thế tục thì là hiểu sai về Đấng Kitô rồi. Chúa Kitô là đến để cứu chúng ta, mang cho chúng ta cái hạnh phúc đến từ tâm hồn và sẽ không bao giờ mất. Còn những hạnh phúc mà thế gian mang lại, nó là từ bên ngoài và lúc có lúc không, và chắc chắn là sẽ không còn nữa khi nhắm mắt xuôi tay. Dù gì đi chăng nữa thì Phêrô nghe Chúa nói như vậy về cuộc khổ nạn thì thấy không được. Hay nói cách khác là chính Phêrô cũng hiểu lầm về chữ Đấng cứu thế, cho nên ông mới can: thầy không phải như thế đâu. Nhưng cái câu trả lời của Chúa Giêsu cũng là một cái tiếng nói mạnh và thức tỉnh tâm hồn mỗi người chúng ta. Chúa không còn gọi là không được, mà Chúa gọi ngay bằng Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa mà chỉ biết việc loài người. Rồi sau đó Chúa mới cho thấy việc Thiên Chúa là làm sao.
Ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ta. Đời nhà Đường có gia đình Trương Công Nghệ, được nổi tiếng là gia đình sống chung thuận hòa, chín đời, con cái vẫn êm đềm. Người ta hay có cái câu là ngũ đại đồng đường đó, tức là năm đời ở một nhà. Mà khi mà ta thấy nói đến ở chung, người tiếng Việt Nam mình hay là chung thì đụng, người ta dùng chữ chung đụng đó. Vậy mà rồi năm đời ở với nhau mà vẫn trên dưới thuận hòa được, thì vua Đường Cao Tông đến tận gia đình để xem có đúng không. Rồi sau đó vua thấy là một gia đình đông đảo mà sống hòa thuận với nhau, thì mới hỏi Trương Công Nghệ bí quyết gì để giữ được cái bầu khí thuận hòa như vậy. Thì Trương Công Nghệ mới xin vua cho giấy, cho bút để viết. Viết xong rồi gấp lại dâng lên cho vua. Vua mở ra coi thì từ trên xuống dưới Trương Công Nghệ viết 100 cái chữ nhẫn. Nhẫn đây là nhẫn nhịn, là nhẫn nhục, là kiên nhẫn. Hay nói cách khác là trong một gia đình vợ chồng cha mẹ con cái mà muốn giữ được cái bầu khí thuận hòa thì phải biết nhẫn nhục, chịu đựng lẫn nhau. Đây chính là cái điều mà cụ thể cho cái câu Chúa nói ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo. Và thánh giá của chúng ta trong cuộc sống đó là người anh em của chúng ta. Vác thánh giá là như vậy. Và thánh giá của chúng ta đó là cái lòng bác ái đối với người anh em, như là trong bài đọc 2 chúng ta đã nghe. Anh về đức tin cũng vậy, nếu không có việc làm là đức tin chết tận gốc. Mà việc làm của đức tin là gì? Đó là hãy cho họ những gì cần dùng cho thân xác, và hãy quan tâm đến người anh em của chúng ta. Nếu như chúng ta không còn cái sự quan tâm với những người chung quanh nữa, thì lúc đó đức tin của chúng ta đã chết rồi, chết tận gốc rễ. Như lời thư, như lời bài đọc thứ hai đã viết, đức tin nếu không có việc làm là đức tin chết tận gốc rễ. Và cuối cùng trong bài đọc hai cho chúng ta thấy cái cách làm chứng cho đức tin, đó là anh hãy tỏ cho tôi thấy đức tin không việc làm của anh, và tôi sẽ lấy việc làm mà chỉ cho anh thấy đức tin của tôi. Việc làm là cái chuyện chi to lớn, thưa, không đơn giản lắm, nhỏ bé lắm, nhưng mà lại không dễ dàng chút nào đâu. Đó là ta có thể vui vẻ được với tất cả mọi người sống chung quanh không, với tất cả mọi người không trừ ai. Đây chính là cái điều mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã đưa ra trong 10 điều dốc lòng của Đức Giáo Hoàng. Thì cái điều thứ 10 là tôi sẽ là một người Kitô hữu vui tươi. Và chắc chắn chúng ta sẽ nhìn thấy có nhiều hình về các Đức Giáo Hoàng xưa và nay. Thế nhưng mà Đức Giáo Hoàng Francisco lúc nào cũng có một nụ cười trên môi. Những Đức Giáo Hoàng xưa chẳng hạn như là Pio 12, Pio 10, Gioan 23, ta thấy là một vị giáo hoàng thánh thiện, sang trọng và nhưng mà nghiêm nghị, có lúc vui nhưng mà cũng có nhiều tấm không có cười. Còn Đức Thánh Cha Francisco thì thấy tấm nào cũng thấy ngài cười cả. Và đây là thánh giá của chúng ta. Và cái người bước theo con đường của Chúa đi sẽ là người nhận được hạnh phúc đích thực. Có một câu chuyện kể về một nghệ sĩ người Pháp, Yves Lavalier, là một nữ diễn viên duyên dáng, tài ba, thành công, giàu có, đã nổi danh một thời khắp thế giới. Tuy vậy, ngay cả trong lúc sang trọng bậc nhất thì bà lại không thấy hạnh phúc ở nơi mình. Và bà đã thú nhận trong bài viết: đang lúc tôi thành công nhất thì mỗi lần diễn xuất xong tôi lại cảm thấy một nỗi buồn man mác, đôi khi tôi còn khóc nức nở, luôn luôn có một tiếng thì thầm đeo đuổi tôi. Eva, mục đích của đời mày không phải là thế. Bà cũng thú nhận với một nữ tu bạn thân của bà: luôn luôn tôi bị dằn vặt đau khổ. Một đêm nọ tôi trình diễn ở London, và có lẽ buổi trình diễn đó
tôi được hoan nghênh hơn bao giờ hết. Sau buổi trình diễn, tôi thả bộ trong công viên nhà hát, công viên kề bên sông Tamiz. Tôi cảm thấy chán đời tới nỗi tôi ra bờ sông, nghiêng mình trên dòng nước và tự hỏi có nên kết thúc cuộc đời trên dòng nước này không. Thế nhưng sau đó được ơn Chúa soi sáng, bà tới sống ẩn dật tại một ngôi làng nhỏ miền Vos. Bà sống cuộc đời cầu nguyện, thống hối, hãm mình và sửa đổi cuộc đời không mấy tốt đẹp trước đây. Bà đã qua đời tại Vos vào ngày 10 tháng 7 năm 1929. 2 năm trước khi chết, có một người bạn của bà là văn sĩ Robert de Flay từ Paris đến thăm bà đang sống ở Vos. Và ông đến nơi thấy bà sống đau khổ mà thiếu thốn mà bệnh tật, thì mới hỏi, chị có thấy hạnh phúc không? Thì bà ta đáp, có. Chị đau khổ như vậy mà lại vẫn cảm thấy hạnh phúc sao? Và đây là một cái câu có thể nói được là một mầu nhiệm, nó chỉ không thể hiểu được nếu như không có ơn của Chúa. Vì chính những đau khổ đó mà tôi cảm thấy hạnh phúc. Rồi sau đó, Yves Lavarie nói tiếp, khi anh về Paris, xin anh nói với bạn hữu là anh vừa đi thăm một người hạnh phúc nhất ở trên đời. Đây là cái điều mà Chúa mời gọi chúng ta bước vào, đó là chúng ta tìm hạnh phúc cho mình và ở bên ngoài. Còn hạnh phúc đích thực là hạnh phúc nó từ trong mình mà ra, và nó phải là bởi tình yêu. Và đây là một cái điều có thể thấy trong cuộc sống hàng ngày. Bà mẹ có đứa con nó bị đau gần chết, ước chi mà mẹ có thể chịu đau dùng cho con, ước chi mẹ có thể chết thay cho con. Và giả dụ như có một ông tiên hiện ra nói, bây giờ thì bà sẽ khổ, bà sẽ bệnh, bà sẽ đau, bà sẽ nằm liệt giường, nhưng mà rồi con bà sẽ khỏe, sẽ mạnh, sẽ đi lại và sống hạnh phúc. Thì cái điều người ta tưởng là không thể được thì tình yêu làm được. Và chính Chúa Giêsu khi mời gọi chúng ta đi vào con đường Chúa đã đi, ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ta. Tức là mình, Chúa vác thập giá cho ai? Cho mọi người chúng ta, và cho cả những người nhục mạ, cả những người đóng đinh, cả những người làm cho Chúa đau khổ. Và chính trong cái tình yêu mà người mẹ thấy hạnh phúc cho đứa con của mình khi chịu đau khổ, còn Chúa dù chịu đau khổ đến đâu thì cảm thấy cái đau khổ này nó thực sự là niềm vui của Chúa, bởi vì Chúa yêu thương tất cả chúng ta. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã yêu thương chúng ta và xin cho chúng ta tìm được niềm hạnh phúc đích thực khi không sống cho mình mà sống cho mọi người. Và mỗi đau khổ chúng ta chịu trong cuộc sống là một cơ hội để cho chúng ta chia sẻ cái đau khổ mà Chúa đã chịu vì chúng ta, và cũng là một cơ hội để chúng ta kéo thêm nhiều ơn Chúa xuống cho người này, cho người kia, cho những người thân trong gia đình chúng ta. Và như thế mới là hạnh phúc thực. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là cùng là Chúa chúng tôi, bởi khen Đức Chúa Thánh Thần mà ngài xuống thân sinh mở cả Maria đồng chơi chiều nam đời quan phong siêu phi la tu chiều đông đinh trên cây thanh gia chết và tang xác xuống gùm tô tung. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống.
Amen. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước theo Ngài trên con đường thập giá. Với quyết tâm làm môn đệ trung thành của Ngài, chúng ta tha thiết nguyện xin: và tôi sẽ lấy việc mà chỉ cho anh thấy đức tin của tôi. Xin cho mọi thành phần dân Chúa trong hội thánh biết bảo vệ và loan truyền đức tin qua cách sống chứng nhân đích thực của Chúa Kitô. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Còn các con bảo Thầy là ai? Xin cho các tín hữu luôn quan tâm học hỏi để hiểu biết giáo lý ngày càng sâu sắc hơn và có thể loan truyền về Chúa cho mọi người. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình và vác thập giá mà theo ta. Xin cho các tu sĩ nam nữ trong ơn gọi thánh hiến luôn biết hy sinh từ bỏ ý riêng để sống trọn vẹn theo thánh ý Chúa suốt cả cuộc đời. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin mang sức mạnh thần linh của ơn Thánh Chúa để chúng con sống tình yêu Chúa trong cuộc sống của chúng con, đón nhận các đau khổ và trung thành bước theo Chúa đến cùng. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Đề ca tường tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu nguyện và thương nhân những lễ vật này để hiến lễ mỗi người chúng con dâng mà tôn vinh danh thánh, giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thân là chính đang phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thầm ra để cứu chúng con khỏi chết muôn đời, và từ cõi chết sống lại, người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Oh,
Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nôi: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thưng ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nôi: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tôi tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa đang răn rộng khắp hoàn cầu và kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Emmanuel chúng con, Đức Cha Thomas và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mỗi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đinh, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sẽ chưa cam dụ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc. Xin Thiên Chúa. Oh.
chân từ đừng để con xa chùa nguyện thương canh giữ tăng phần bồi cho tình yêu Chúa u ấm đời con nâng niu con từng phút giây con rời dù bao phen con chót lờ lòng ngài vẫn xót thương mà chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin làm cho sức mạnh của bí tích này tràn ngập chúng con cả hồn lẫn xác, để chúng con không còn sống theo những cảm nghĩ tự nhiên, nhưng luôn theo ơn Thánh Thần hướng dẫn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Lạy Chúa Giêsu, con thờ lạy Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lớn, mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Nữ Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội thế này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lớn, mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Nữ Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội thế này và trong giờ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lớn, mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội thế này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có